Hi, từ dưới đèn trang trí xin chào tất cả các bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hiện tại ngày hôm nay mình đang có mặt tại một bến bãi để mình đi lắp những cái đèn năng lượng mặt trời các bạn ạ. Thì như bạn thấy ở đây thì phía xa xa kia thì mình đã lắp xong hoàn toàn xong được một chiếc này các bạn. Thì đây là những cái chiếc đèn mà mình đang đi lắp của ngày hôm nay. Trời thì hiện tại ngoài trời thì đang rất là nắng các bạn nhé. Đó, thì đây là dòng đèn đường dòng phi thuyền các bạn ạ. Ở đây với công suất là 1000W các bạn. Đó, như bạn thấy ở đây thì sử dụng những cái tấm pin mono đây thì nó rất là to các bạn nhá. Với cái công suất ở đây thì hiện tại là nó là 50W này nha các bạn nhá. Đó, các bạn thấy được cái tấm này thì nó rất là to. Hiện tại là mình lắp ở đây thì nó thuộc ở kết cấu dòng đèn đường các bạn đây. Thì như bạn thấy được ở đây thì trong cái thiết kế của nó thì nó sẽ như thế này các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ đi lắp ráp. Thì cái cách để mà lắp ráp được cái chiếc đèn này thì mình cũng đã có những cái video up trên kênh YouTube của Thế Giới Đèn Trang Trí rồi. Giờ thì mình cũng không sâu chi tiết cho các bạn thì mình sẽ nói sơ qua một chút những cái phụ kiện của nó đi kèm các bạn. Mỗi một cái bộ này thì bao giờ đi kèm của nó thì thứ nhất là nó sẽ có một tấm năng lượng mặt trời rời như thế này, một cái chiếc đèn phi thuyền này, một cái tay đỡ đèn. Đây là những cái phụ kiện để mà bắt vào những cái tấm năng lượng mặt trời các bạn nhé. Đó thì các bạn biết rồi thì tất cả những cái tấm này thì nó sẽ được lắp ở phía sau như thế này, đặt vào đây. Đó, và cái này sẽ đặt vào đây. Sau đó thì nó sẽ liên kết với cái phần này các bạn nhé. Đó thì trên kênh của mình thì cũng có rất là chi tiết rồi. Bây giờ mình sẽ không giới thiệu chi tiết nữa, về mình sẽ đi quay lại cái công việc ngày nay mình đi lắp mặt thôi các bạn nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ đi lắp ráp hoàn thiện một cái chiếc đèn này các bạn. Để lát nữa thì mình sẽ đem lên cái cột kia. Rất là may hôm nay thì ở đây thì đã có cái máy múc để chờ sẵn mình, để mình trèo lên để mình lắp đặt rồi các bạn nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ đi tiến hành lắp ráp cái chiếc đèn này. Đó các bạn, hiện tại ở đây thì mình đang có ở trên một cái độ cao tầm khoảng 8 đến 9 mét các bạn. Như bạn thấy được phía dưới đây. Thì đây chính là nơi mà mình đang lắp cái vị trí của cái chiếc đèn này. Thì hiện tại mình đã lắp đặt được cái phần tay và cái phần tấm năng lượng mặt trời phía trên của nó rồi các bạn. Thì lát nữa thì cái phần đèn sẽ được lắp ráp vào vị trí này các bạn nhé. Đây, như bạn thấy ở đây thì hiện tại mình đang dùng phải chế thêm một cái đai bắt của nó ở đây các bạn. Đó, để bắt vào phần cột điện này các bạn nhé. Đó, thì hiện tại mình đang bắt vào đây và giữ cái này. Tuy nhiên thì với cái tay này, với cái lượng gió ở khu vực này thì lát nữa mình sẽ phải gia cố thêm một cái sợi dây để chằng, để nó buộc vào cái phần này các bạn, để nó tạo ra cái độ chắc của cái này các bạn nhé. Đó, các bạn thấy kia thì cái tấm cái đèn mình đang để trên nóc của cái máy múc đây rồi. Đó, thì bạn thấy ở đây thì các cái đầu đây thì mình đều có bán vít cũng như là thêm những cái nóng đềm cho nó các bạn. Đó, thì bộ phận vít liên kết của nó như thế này các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy được ở đây thì phần vít liên kết nó sẽ như thế này và vần xuống dưới đây. Đó, thì hiện tại mình đã liên kết xong phần này rồi. Đó, công suất của tấm pin này là 50W các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi lắp ráp để cái phần kia nữa các bạn nhé. Đó các bạn, thì đây là quang cảnh của một cái bãi. Đó, bãi vật liệu xây dựng sau này các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuống, mình sẽ đi lắp cái chiếc đèn này nữa các bạn nhé. Thì nó đúng những chiếc đèn ở phía bên kia, mình đã lắp hoàn thiện xong rồi. Thì lát nữa mình sẽ sang lắp một chiếc ở phía cột bên này nữa các bạn. Đó thì các bạn, thì hiện tại mình đã lắp xong rồi, mình vừa đưa cái chiếc đèn này vào rồi các bạn. Đó, như bạn thấy được ở đây phía bên trên của nó đây các bạn. Đó, và đây là phía bên dưới, nếu chúng ta nhìn từ phía dưới lên các bạn. Đây, thì cái chiếc đèn này thì nó sẽ như thế này các bạn nhé. Mình quay ngược nắng như thế này là có thể là cao nó sẽ hơi tối các bạn ạ, các bạn sẽ khó nhìn. Thì các bạn thấy ở đây thì nó đang có một cái đèn báo này các bạn. Đó thì nó chính là khi mà chúng ta liên kết giữa tấm năng lượng mặt trời và đèn các bạn nhá, thì nó phải hiện lên cái đèn báo như thế này thì nó báo hiệu là cái chiếc đèn nó đã nhận tín hiệu ok các bạn nhá, nó đang sạc rồi. Đó, các bạn thấy đây thì gió nó rất là to và chúng ta sẽ thấy được cái đèn này nó hơi tròng trành đúng không ạ? Ok, và bây giờ mình sẽ đi làm thêm một cái dây gia cố để chằng, để tăng cái độ khỏe cho cái tay đèn này các bạn nhá. Bởi vì nếu cái phần này thì sau nhiều trận gió to các bạn ạ, có khả năng là nó sẽ gãy mất các bạn. Đương nhiên thì ở nắp ở nhà chúng ta thì tốc độ gió của nó sẽ kém hơn thì không vấn đề gì. Nhưng mà với những khu vực nó đất trống và gió to như thế này thì chúng ta nên gia cố thêm cho nó các bạn nhá, để đảm bảo cái sự chắc chắn và tính an toàn cho cái sản phẩm đèn của mình. Đó, như bạn thấy được đây thì đây là cái độ cao của nó này các bạn. Nó sẽ chiếu xuống diện tích không gian như thế này. Đó, nó sẽ sáng ra được ngoài cái phạm vi của cái cây, gốc cây kia các bạn nhá. Độ sáng rất đảm bảo, như cái chiếc đèn kia cũng thế các bạn. Nó sẽ sáng được tới vị trí giữa cái đường kia đi. Đó, rồi ok. Và như vậy thì cơ bản thì mình đã lắp đặt hoàn thiện xong một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời, dòng đèn đường có hình phi thuyền này các bạn. Đó, dòng này thì độ sáng ok các bạn nhé. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi gia cố cho nó các bạn nhé. Ok các bạn, thì hiện tại mình vừa mới lắp đặt xong
hai chiếc đèn rồi. Thì anh bạn thấy được ở phía đằng này một chiếc, ở phía máy móc kia mình lắp xong một chiếc này, và một chiếc tiếp tục thì mình sẽ lắp ở cái cột điện phía đằng xa xa này các bạn nha. Đó, phía đằng xa mà nó có hai cái camera kia. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ đi lắp ráp nốt một chiếc còn lại ở đây các bạn nha. Đó, mình cũng đã chế gông các thứ đầy đủ ở đây rồi, và bây giờ chỉ việc mình đi lắp ráp nó thôi các bạn nhé. Đó, như vậy thì mình vừa hoàn thiện xong, lắp đặt xong những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời rồi các bạn. Đó, thì hiện tại mình có lắp có 3 vị trí, phía này một chiếc này, phía đằng xa kia một chiếc để cho sáng khu vực phía này, và một chiếc ở cái góc cột phía này đây các bạn. Đó, để cho nó sáng phía dưới này. Thì mình sẽ đến cận cảnh hơn ở đây để cho bạn cùng xem nhé. Đó, thì có thể là cái chỗ này sau này là cái chỗ những sửa chữa máy móc rồi những cái đồ phế liệu các thứ sẽ xếp sắp xếp ra, thì có cái đèn này vào thì nó sẽ sáng cho cái khu vực toàn bộ phía này các bạn nhé. Đó, còn cái chiếc đèn này thì nó sẽ sáng cho cái nơi vị trí đang đậu những chiếc ô tô cũng như là máy móc ở đây. Và có thể sau này thì khách hàng của mình sẽ lắp thêm những cái chiếc để nó dọi sang phía bên này đó các bạn. Thì trước mắt thì mình sẽ lắp 3 chiếc vị trí này. Đó, rồi, ok, như vậy thì mình đã lắp hoàn thiện xong công việc ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Thì cái dòng đèn này thì hệ thống pin như là hệ thống chip led thì nó cực kỳ sáng các bạn nhé, cực kỳ là tốt để các bạn sáng được xuyên đêm, và ánh sáng nó cực kỳ đảm bảo, với diện tích nó lên đến tầm khoảng 200 đến 300 mét vuông các bạn nhé. Rồi, các bạn nào có cái nhu cầu muốn tìm hiểu hay là tham khảo thêm những cái mẫu đèn năng lượng mặt trời thì hãy liên hệ với Thế Giới Đèn qua số điện thoại mình đã ghi trên màn hình các bạn nhé, để mình có cơ hội được tư vấn những hỗ trợ cho các bạn những cái dòng sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.